Xin chào các bạn. Canada, đất nước của lá phong từ lâu đã luôn nổi tiếng với bao cảnh đẹp hấp dẫn. Vancouver là sắc hoa anh đào rực rỡ vào mùa xuân, thì Quebec lại ngọt ngào với cây phong danh tiếng. Ontario tràn ngập sắc hoa và công viên quốc gia Jasper với thác nước hùng vĩ, những mặt hồ trong như gương, tất cả làm nên vẻ đẹp hoang sơ mà tráng lệ, tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ cho quốc gia này. Theo tạp chí Lonely Planet thì Canada được bầu chọn là quốc gia đứng số 1 trong danh sách 10 quốc gia đáng đến nhất trong năm 2017. Tuy nhiên là bạn đã biết thủ tục xin visa du lịch Canada tự túc như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu về vấn đề này nhé. Visa du lịch Canada được cấp cho những người muốn đến Canada cho một khoảng thời gian ngắn với mục đích du lịch, thăm thân nhân, cộng tác hoặc tham gia các lớp học ngắn hạn tại Canada. Visa du lịch Canada có hai loại. Loại visa nhập cảnh một lần có thời hạn 6 tháng. Loại visa nhập cảnh nhiều lần có thời hạn lên đến 5 năm, tùy thuộc vào hộ chiếu của người được cấp visa. Ngoài ra thì loại visa này còn cho phép người giữ visa được lưu trú đến 2 năm tại Canada nhưng không được phép làm việc hưởng lương. Thì thủ tục xin visa du lịch Canada gồm có hai hình 46, nền trắng, chụp không quá 6 tháng, bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây, sổ hộ khẩu, bản sao tất cả các trang, bản sao giấy đăng ký kết hôn, ly hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân, bản sao giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh tài chính như giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm, giấy xác nhận tiền gửi trong ngân hàng hoặc các tài sản khác, giấy tờ chứng minh việc làm hoặc việc học, giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi. Tất cả các loại giấy tờ trên phải được dịch thuật và có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Lãnh sự quán Canada có thể sẽ phỏng vấn người nộp đơn nếu cảm thấy cần thiết cho việc xử lý hồ sơ. Nếu đối tượng làm thủ tục xin visa du lịch Canada là học sinh, sinh viên thì ngoài các giấy tờ cá nhân họ còn cần các giấy tờ như sau: bản sao thẻ học sinh, sinh viên và bảng điểm gần nhất, giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ. Nếu đương đơn dưới 18 tuổi và không đi cùng với cha mẹ thì phải có thư cho phép được đi du lịch của cha mẹ. Nếu đi cùng người giám hộ như cậu, dì, chú, bác thì phải có giấy tờ chứng minh cho việc giám hộ hoặc trông nom. Bản sao chứng minh nhân dân của cha mẹ, đơn xin nghỉ học để đi du lịch, có đóng dấu của nhà trường. Nếu đối tượng làm thủ tục xin visa du lịch Canada là nhân viên thì ngoài các giấy tờ cá nhân còn cần thêm hợp đồng lao động, bản lương 3 tháng gần nhất, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đơn xin nghỉ phép để đi du lịch có đóng dấu của công ty. Đối với người đã nghỉ hưu thì phải nộp quyết định nghỉ hưu, sổ hưu trí, đơn bảo lãnh đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi của người bảo lãnh. Đối với thủ tục xin visa du lịch Canada để thăm thân nhân, thì ngoài các giấy tờ cá nhân và tài chính, người xin visa còn cần cung cấp thêm hồ sơ của thân nhân bên Canada, gồm có bản sao thẻ công dân hoặc thường trú tại Canada, thư mời của thân nhân ở Canada tài trợ cho người xin visa, nêu rõ thông tin của người mời, thời gian, số tiền, điều kiện và trách nhiệm tài chính, quan hệ với người xin visa, tổng số thành viên hiện diện đang sinh sống trong gia đình, bản chính hoặc bản sao thuế thu nhập cá nhân của người thân ở Canada trong 2 năm gần nhất, giấy tờ xác nhận việc làm của người bảo lãnh, giấy tờ chứng minh tài chính của người bảo lãnh như số dư tài khoản ngân hàng, giấy nộp thuế thu nhập trong 2 năm gần nhất, đơn xin nghỉ phép để thăm thân nhân. Trong trường hợp người xin visa đi thăm thân nhân là người bệnh đang điều trị tại Canada thì cần cung cấp giấy xác nhận của bệnh viện hoặc bác sĩ điều trị nêu rõ tình trạng bệnh án. Trong trường hợp người xin visa đi thăm thân nhân là sinh viên đang học tại Canada thì cần cung cấp giấy xác nhận sinh viên của nhà trường, giấy khai sinh của sinh viên và bản sao visa sinh viên. Nếu các bạn muốn được tư vấn thêm về thủ tục xin visa du lịch Canada dạng tự túc, cũng như bất kỳ thắc mắc về thủ tục visa, cách chọn trường và điều kiện đầu vào để du học tại Canada, thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé.